định giới thiệu bộ phim Bao Thanh Thiên do Trung Quốc sản xuất. Các Mỹ Án. Đạo diễn Lưu Lập Lập, Lý Bảo Nam. Giám chế Lâm Sơn Hà, Mã Tú Nga. Biên kịch Kim Siêu Quần. Với các diễn viên Kim Siêu Quần trong vai Bao Trận, Hà Gia Kính trong vai Triển Chiêu, Phạm Hồng Hiên trong vai Công Tôn Sách, Cao Lượng trong vai Nhân Tông, Long Long trong vai Bác Dương Gia, Ô Thiện Thiện trong vai Lý Phi, Lưu Kim Toàn trong vai Dương Thừa Tướng, Trần Đình trong vai Trần Hương Liên, Dương Hạo trong vai Trần Thế Mỹ, Khương Hoa trong vai Lạc Bình Công Chúa, Dương Bình trong vai Ngụy Minh, Trình Dũng trong vai Hàn Kỳ, Đinh Tiểu Long trong vai Dương Triều, Phú Hoàng Giai trong vai Mã Hán, Cao Tĩnh Nam trong vai Trương Long, Ngô Hải Nhược trong vai Triệu Hổ và một số diễn viên khác. Đại nhân, ý người là lời nói của Hương Liên giả dối sao? Không, người không cần nôn nóng. Bổn phủ chỉ là muốn người nên biết, một khi không thể xác định người với phò mã là phu thê kết tóc, e rằng người sẽ khó thoát tội mạo nhận hoàng thân quốc thích. Bao đại nhân, Hương Liên từ xa ngàn dặm đến Khai Phong phủ chính là muốn báo tin quá cố của cha mẹ chồng cho chồng Hương Liên biết, chính là để cho hai đứa con của Hương Liên được gặp cha của chúng. Làm sao Hương Liên có thể vì nguyên nhân nào đó mạo nhận hoàng thân quốc thích? Đợi sau khi địa bảo quê người đến đây, bổn phủ sẽ điều tra lại những lời nói của ngươi là thật hay không. Bao đại nhân, chuyện này không những địa bảo ở quê nhà có thể chứng minh. Hương Liên lớn lên ở quê nhà Trần Gia Thôn từ nhỏ, sau đó gả đến nhà họ Trần. Mọi người trong thôn đều biết rõ chuyện này, họ có thể làm chứng. Vậy thì trước tiên bổn phủ cần phải hiểu rõ tình hình giữa ngươi với phò mã. Ngươi hãy nói tường tận mọi chuyện với bổn phủ. Dạ. Hương Liên đã mất mẹ từ nhỏ, theo cha đến Trần Gia Thôn. Phụ thân đã mở một học đường nho nhỏ ở trong thôn. Tăng tử viết: Ngộ nhật tam tỉnh ngộ thần. Tăng tử viết: Ngộ nhật tam tỉnh ngộ thần. Di nhân mưu nhĩ bất trung hồ. Di nhân mưu nhĩ bất trung hồ. Dự bằng giao nhĩ bất tính hồ. Dự bằng giao nhĩ bất tính hồ. Truyền bất quân hồ. Truyền bất quân hồ. Tăng tử viết: Ngộ nhật tam tỉnh ngộ thần. Tăng tử viết: Ngộ nhật tam tỉnh ngộ thần. Di nhân mưu nhĩ bất trung hồ. Di nhân mưu nhĩ bất trung hồ. Quên đem nghe trộm họ học hả? Không có, quên không có. Trần Thế Mỹ, qua đây. À, mời dạy Quỳnh viết chữ Trần nha. À,
nghịch ngang, nghịch xéo, móc lên. Ừ, mình viết sai rồi. Mình viết lại ha. Ừ. Nghịch ngang, nghịch xéo, móc lên, thẳng xuống. Nghịch ngang, nghịch thẳng, nghịch ngang, nghịch thẳng. Có phải viết như vậy không? Ừ. Ngộ nhật tam tỉnh ngộ thân. Ngộ nhật tam tỉnh ngộ thân. Duy nhân mưu nhĩ bất trung hồ. Duy nhân mưu nhĩ bất trung hồ. Giữ bằng giao nhĩ bất tính hồ. Giữ bằng giao nhĩ bất tính hồ. Truyền bất quân hồ. Truyền bất quân hồ. Duy nhân mưu nhĩ bất trung hồ. Duy nhân mưu nhĩ bất trung hồ. Dự bằng giao nhĩ bất tính hồ. Dự bằng giao nhĩ bất tính hồ. Truyền bất quân hồ. Truyền bất quân hồ. Tiên phụ thường nói mọi thứ đều hạ phàm, chỉ có học hành cao. Phụ quân của Hương Liên chính là từ một người nghèo khó, một đứa trẻ chăn dê, biến thành người có học. Người nói Trần Thế Mỹ kia, sau khi tiếp quản học đường của lệnh tôn, làm sao lên kinh ứng thi, chuyển hướng sĩ đồ cho được? Huynh ấy luôn muốn kim bản đề danh, quan tông diệu tổ, để đạt thành tâm nguyện, cho nên đã đóng cửa học đường, ở nhà chuyên tâm học hành. Khoan đã, dạy học ở học đường, tiền kiếm được có hạn, gia đình chỉ được ấm no. Huống hồ, trên còn cao đường, dưới còn con cái. Sau khi đóng cửa học đường, sinh hoạt và chi tiêu trong nhà, từ đâu mà có? Hồi bao đại nhân, phu quân của Hương Liên là nhà nông, chỉ là cha mẹ chồng đã tuổi già sức yếu, không thể canh tác, cho nên bỏ phế ruộng đất. Sau khi đóng cửa học đường, Hương Liên trở lại khai quang để canh tác, cả gia đình vẫn có thể ấm no. Ngươi là thân phận đàn bà, chưa từng xuống ruộng canh tác, chuyện canh tác ngươi có gánh vác nổi không? Không nổi cũng phải nổi. Chỉ cần hoàn thành tâm nguyện của huynh ấy, cho dù cực khổ cách mấy, Hương Liên cũng đồng ý gánh vác. Lên kinh ưng thi, chi tiêu không nhỏ, gia cảnh ngươi bần hàn như vậy, làm sao kiếm được lộ phí lên kinh? Một mẫu ba sào đất của bên chồng, nhân phụ đã bán rồi. Thêm vào đó là tiếp tế của hương thân phụ lão, miễn cưỡng cũng đủ lộ phí. Tuy nói như vậy, gia đình ngươi phải sinh sống như thế nào? Nhờ có láng giềng giúp đỡ, Hương Liên làm người giúp việc, tiền kiếm được, vẫn có thể sống qua ngày. Vậy thì lời nói trên công đường của ngươi, cha mẹ chồng bị đói chết là như thế nào? Phụ quân của Hương Liên lên kinh ứng thế chưa được 3 tháng, quê nhà gặp phải hạn hán trầm trọng, các vị hương thân bản thân khó giữ, dĩ nhiên không có việc để làm, không có tiền để xài. Con đói lắm. Mẹ, con đói lắm. Đừng nóng ruột, để ông ăn trước đi. Nè, cha. Mẹ
Mời mẹ. À, nè, đông muội. Xuân ca, ăn đi. Mẹ, lại là cháu không muốn ăn cơm. Xuân ca, ăn cháo với cơm cũng như nhau thôi. Con ngoan, đừng nói nữa, mau ăn đi. Mẹ, con không muốn ăn cháo, con muốn ăn cơm. À, trời ơi, đứa con này, sao nóng như vậy chứ? Không hiểu chuyện chút nào hết. Đổ hết rồi. Con thấy chưa? Xuân ca, con không được lãng phí lương thực. Nhà mình có cháo ăn là tốt lắm rồi. Có người không có cháo mà ăn nữa đó. Con đừng như vậy, mau ăn đi ha. Cháo đã đổ trên bàn rồi, làm sao con ăn được? Đứa con này. À, được rồi, chén đó để ông ăn, còn chén của ông á, cháu ăn ha. Cha. Trời ơi, trẻ con biết gì đâu. Con đừng giận mà. Cha ăn không phải được rồi sao? Nè, cho con đó. Nè nè, gấp đồ ăn đi con. Nè, ăn đi. Con cũng vậy nữa, ăn đi. Nè, Hương Liên, sao con không ăn vậy? Cha, con không đói. Mọi người ăn xong rồi con ăn. Con vô nhà bếp dọn dẹp một chút. Mọi người ăn đi ha. Hương Liên. Cha, mẹ. Tại sao hai người vào đây làm gì? Đến xem con dâu nhà họ Trần này đã ăn món ngon gì đó. Cha, con không có. Con không có. Con nói không có, sao lưng con đang giấu cái gì? Hai người già này không ăn cũng không sao hết, nhưng còn bọn trẻ còn nhỏ như vậy, tại sao con không cho chúng được ăn no? Người làm mẹ như con không biết thẹn với lương tâm mình sao? Trốn ở trong nhà bếp ăn một mình, con có thể nuốt trôi hay sao? Dạ, con. Nè, đưa cho con thử. Dạ. Nè, dạ. Kêu cái gì mà kêu? Đưa đây. Dạ. Hả? Ăn cái này sao, Hương Liên? Hả? Đây là cám mà. Hương Liên, con. Cha, mẹ, không còn gì để ăn nữa, chỉ còn lại nửa nồi cháo đó thôi. Hương Liên. Cha mẹ tuổi đã cao, Xuân ca với đông muội không thể đói được. Con thì còn trẻ, con chịu đựng được. Hương Liên à, cha mẹ trách lầm con rồi hả? Cha mẹ liên lụy con rồi. Nếu không có hai người già này á, con với các cháu miễn cưỡng còn có thể tiếp tục sống được. Hương Liên à, sau này con đừng chăm sóc hai người già này nữa. Đúng vậy. Không, cha,
Nếu con đã gả đến nhà họ Trần, sống là người họ Trần, chết là ma nhà họ Trần, chỉ còn con còn một hơi thở, con sẽ làm hết sức mình để chăm sóc cha mẹ. Hương Liên à, Thế Mỹ một ngày nào đó sẽ trở về mà. Đúng vậy, nó không bao giờ quên con đã hy sinh bao nhiêu cho nhà họ Trần. Cha, cha đừng nói vậy, đây là bổn phận của con, con cam tâm tình nguyện. Chỉ mong hai người lớn tuổi có thể bình an sống hết tuổi già, như vậy con hài lòng lắm rồi. Hương Liên, Hương Liên, mẹ, đánh lượt mọi rồi, bắt mọi đi. Mẹ, mẹ, mẹ về rồi. Mẹ ngoan, Xuân ca. Ông bà đâu rồi? Ông bà lên núi rồi. Ông nói con với Long Muội phải chăm sóc cho mẹ thiệt là tốt. Ông bà lên núi khi nào? Ông bà đi được một lát rồi. Xuân ca, con chăm sóc Muội Muội, mẹ sẽ về ngay. Gì đại ca, huynh có thấy cha mẹ của tôi không? Không thấy, không thấy đâu. Cha, cha, mẹ, cha, mẹ, cha. Cha mẹ già, vì muốn hai đứa cháu ăn thêm một ít lương thực, họ còn chọn con đường tự sát nữa. Không ngờ trên đời này có chuyện thê lương tới như vậy. Thiên địa bất nhân, xem vạn vật như cỏ rác. Hai ông bà lão đã khổ tâm vì con cháu, nào ngờ trai lại để cho người nhà gặp phải đau thương mãi mãi không thể nào bù đắp được. Nhờ có sự giúp đỡ của Hương Thân, cho nên Hương Liên mới có thể lo liệu hậu sự của hai ông bà. Khoan đã, những chuyện này chẳng lẽ Trần Thế Mỹ kia không hề hay biết? Sau khi phụ quân của Hương Liên lên kinh ứng thi thì bật vô âm tính, nhưng nữ thật sự không biết báo tin cho huynh ấy như thế nào. Nói như vậy, sau khi hắn thi đỗ trạng nguyên, không có cho người về quê báo tin, thông báo cho người nhà. Đúng vậy,
các vị hương thân đã không biết huynh ấy đã thi đậu trạng nguyên. Đại nhân, điều này trái với lẽ thường tình. Cho dù Trần Thế Mỹ không phái người về quê, sau khi qua trường đăng bản thi cử cũng nên thông báo địa phương. Không sai. Nếu như không biết Trần Thế Mỹ đang ở đâu, tại sao ngươi lại biết hắn đã thi đỗ trạng nguyên, đồng thời còn được triệu làm phò mã? Hội bao đại nhân, trong số người cũng lên kinh ứng thí với huynh ấy, có một động hương sau khi rớt về quê nói lại chuyện này, cho nên hương liền mới đưa các con lên kinh để tìm chồng. Trong lúc ngươi đến phủ phò mã tìm chồng, có từng gặp mặt Trần Thế Mỹ kia chưa? Không có. Người ở phủ phò mã không cho mẹ con dân nữ vào trong. Họ nói phò mã không biết chúng tôi, còn đuổi chúng tôi ra ngoài. Bao đại nhân, Thương Liên không còn con đường nào khác, cho nên mới đến tìm bao đại nhân, kêu quan với bao đại nhân. Bốn phủ hiểu rồi. Tần Hương Liên, bốn phủ sẽ đến Lỗ Châu điều tra. Vài hôm nữa, sau khi địa bảo quê ngươi lên kinh, lúc đó bổn phủ sẽ có phan xét. Ngươi trở về phòng chăm sóc con cái đi. Dạ, đa tạ bao đại nhân. Hương Liên cáo lui. Nghe lời ả nói, e rằng trong này còn có rất nhiều điều chưa rõ ràng. Không sai. Khoa cử phát bản về quê báo tin là thường lệ duy trì đã lâu, không lý nào bắt vô âm tin. Về điểm này quả thật phải điều tra lại. Nhất định là Trần Thế Mỹ ham mê vinh hoa phú quý, bỏ rơi thê tử Tào Khang, nên mới không báo tin mình đã thi đậu trạng nguyên để quê nhà được biết. Có điều Triển hộ vệ vẫn chưa biết, sau khi thi đậu, dù người đó không báo tin, triều đình cũng thông báo về địa phương, hoặc là báo với quan viên đăng ký ứng thi, tuyệt đối không bật vô âm tính, không ai hay biết cho được. Nhưng quê hương của Tần Hương Liên đúng là không nhận được thông báo thi đậu trạng nguyên. Còn có một khả năng, Trần Thế Mỹ đang ở trong phủ phò mã, không phải là Trần Thế Mỹ chồng của Tần Hương Liên nói. Đại nhân, sao lại có chuyện như vậy? Rất đơn giản. Mỗi lần đến kỳ đại khảo, cử nhân đăng ký ứng thi trong nước rất là nhiều. Người trùng họ trùng tên cũng có rất nhiều. Nếu như Trần Phò Mã không phải đến từ Trần Gia Thôn ở huyện Thư Thành, dĩ nhiên không phải là cùng một người với chồng của Tần Hương Liên kia. Tần Hương Liên vẫn chưa gặp phò mã, không thể loại trừ khả năng này được. Đại nhân, chuyện này nên điều tra thế nào? Điều này không khó. Thông thường người có học phải thông qua hương thí, sau khi giành được công danh tú tài mới có thể báo khảo cử nhân. Sau khi thi đậu cử nhân ở châu phủ mới có thể lên kinh thành tham gia khoa cử báo khảo tiến sĩ. Cho nên chỉ cần điều tra hồ sơ báo khảo thì sẽ biết hai Trần Thế Mỹ có phải cùng một người hay không. Đại nhân, có phải nên điều tra hay không? Dĩ nhiên phải điều tra, nhưng không được công khai. Dù sao Trần Thế Mỹ kia cũng là phò mã chi tôn. Bộ phụ nhơ Dương thừa tướng là chủ khảo khoa đó, còn có quyền chấm thi nữa.
để sau khi bổn phủ thương nghị với ông ấy mới định đoạt. Bây giờ mong sao phò mã đó không phải là chồng của Tần Hương Liên. Nếu không, đối với mẹ con họ mà nói, tàn nhẫn vô cùng. Vậy thì nếu như hắn thật sự là Trần Thế Mỹ, bất hiếu với cha mẹ, ruồng bỏ vợ con khi quân phạm thượng, bổn phủ tuyệt đối không dễ dàng tha cho hắn. Người y, thật ra công chúa đã mắc bệnh gì? Người y đã kê thuốc chữa trị cho công chúa chưa? Khải bẩm phò mã, thật ra công chúa không có bệnh gì cả. Không có bệnh à? Vậy tại sao công chúa suốt ngày tinh thần không tốt, khắp người không khỏe? Ông đã chẩn đoán chính xác chưa? Hồi phò mã, công chúa không những không có bệnh, vả lại còn phải chúc mừng cho phò mã. Người y, ông nói vậy có ý gì? Chúc mừng phò mã gia, chúc mừng phò mã gia, công chúa đã có mang rồi. Hả? Công chúa đúng là đã có mang 3 tháng rồi. Phò mã không cần lo lắng. Hay quá, bổn cung sẽ thưởng. Ngụy Minh, có nô tài. Ban thưởng giùm bổn cung, luôn tiện đưa người y hồi phủ. Dạ, đa tạ phò mã gia. Ê, đa tạ người y. Mời. Công chúa. À? Tại sao công chúa thức dậy rồi? Lúc nãy người y nói chúc mừng phò mã. Ê, công chúa, các ngươi lui đi. Dạ. Công chúa. Công chúa, bây giờ công chúa đã có thai rồi, không được đi lại tùy tiện, coi chừng chấn động thai khí. Nghe chàng nói kìa, làm như chàng biết chăm sóc thai nhi như thế nào vậy? Đừng quên, đây là lần đầu tiên chàng làm cha. Trời ơi, nhìn đứa trẻ này nó vui biết mấy, ngủ ngáy khò khò. Ai, hay quá, con nhìn đi, ngoan lắm đó, ngoan thật. Ôi trời ơi, bảnh bao quá. Y như thằng cha nó vậy. À, để mẹ bồng cháu ra ngoài một lát, hai vợ chồng con nói chuyện đi. Nói chuyện đi con. Ôi trời ơi, ngoan quá, quý tử à nghe. Nè, mùi vẫn khỏe chứ? Có gì mà không khỏe, mùi sinh con mà, đâu phải sinh bệnh. Cuối cùng mẹ có cháu bồng rồi. Mùi biết không, Quỳnh chưa từng thấy mẹ vui mừng như vậy đó. Mẹ nóng lòng bồng cháu, may là mùi sinh được cháu trai. Nếu không, mùi sẽ trở thành tội nhân của nhà họ Trần rồi. Mùi đừng nói như vậy. Bất kể mùi sinh con trai hay con gái, đều là bảo bối của chúng ta. Quỳnh đều thích mà. Dĩ nhiên Quỳnh không để tâm, nhưng mà mùi nhận ra ông bà lão vẫn mong sinh được cháu trai. Cuối cùng mùi không để họ thất vọng. Không, Hương Liên à, vì nhà họ Trần của Quỳnh, mùi đã làm rất nhiều việc rồi. Cha mẹ không bao giờ thất vọng với mùi đâu. Nhà họ Trần chúng ta có được ngày hôm nay hoàn toàn là công lao của mùi. Thế Mỹ, mùi là vợ của Quỳnh, là dâu của nhà họ Trần,
muội làm điều gì cũng nên mà. Huống hồ muội cũng chưa làm được điều gì. Không, tất cả đều vì muội nên huynh mới có thể từ cậu bé chăn dê của nhà nông trở thành một người có học. Muội vừa mới gả đến nhà họ Trần thì huynh đã đậu tú tài. Ngày tháng về học tuy rất thanh đạm, nhưng không phải lo chuyện cái ăn cái mặc. Đây đều là dịp muội làm cho nhà họ Trần này đó. Đó là vì bản thân thích học hỏi chịu cầu tiến, cũng nhờ có lòng tin và khích lệ của muội mà. Hương Liên, bây giờ chúng ta đã có Xuân Ca, huynh hứa với muội, huynh nhất định thi đậu cử nhân để tham gia khoa khảo triều đình, ít ra cũng phải thi đậu tiến sĩ. Vừa mới đền đáp được ân tình muội dành cho nhà họ Trần. Thế Mỹ, huynh được nói vậy, sau khi muội lấy huynh là chúng ta là một rồi, tất cả dinh nhục đều phải cùng gánh vác. Muội chỉ mong huynh có thể vì bản thân, mong huynh kim bản đề danh. Được, huynh hứa với muội, huynh nhất định sẽ làm được. Thật ra điều muội muốn biết trong lúc này chính là lần đầu tiên được làm cha, huynh có cảm giác thế nào? Phò mã, phò mã, chàng đang nghĩ gì vậy? Mau trả lời thiếp đi. Công chúa hỏi ta. Thiếp đang hỏi chàng lần đầu tiên làm cha trong lòng cảm giác như thế nào? Không giấu gì công chúa, tâm trạng trong lúc này là vừa vui mừng vừa lo sợ. Điều vui mừng là hương quả đã được truyền tục. Điều lo sợ là làm cha người ta, trách nhiệm cũng theo đó mà đến. Ừ, thiếp nghĩ cũng như vậy. Tiếc là ngay cả một người thân chàng cũng không có, làm sao chia sẻ niềm vui của chàng, cũng không ai chia sẻ trách nhiệm với chàng. Công chúa chính là người thân của ta. Đứa trẻ này không bao giờ phải lo chuyện không có ai chăm sóc, không có ai quan tâm. Đứa trẻ này nhất định sẽ được khôn lớn trong hạnh phúc, khỏe mạnh. Đúng vậy, chúng ta phải cho nó ngày tháng không lo lắng, đầy yêu thương và ấm no. Như vậy có thể bù đắp tuổi thơ bi thảm không cha không mẹ của chàng. Sợ. Mẹ đây á, mẹ đây nha. Xuân Ca, sao con không ngủ? Có phải cha đang sống trong căn nhà lớn đó không mẹ? Đúng, cha còn đang ở trong đó. Vậy cha có biết chúng ta đến tìm cha không? Cha biết. Cha không cần chúng ta nữa hả mẹ? Xuân Ca được khóc. Mẹ đã cầu xin Bao đại nhân rồi. Bao đại nhân nhất định kêu cha về với chúng ta. Xuân Ca phải kiên nhẫn biết không?
Vậy nếu cha không nhận chúng ta thì sao? Chuyện này, vậy có phải chúng ta có thể về nhà rồi không mẹ? Xuân ca, mẹ, mẹ đừng khóc. Cha không nhận chúng ta cũng không sao. Sau khi về nhà, Xuân ca sẽ chăm sóc mẹ thật tốt. Không có cha, chúng ta cũng có thể sống tốt. Mẹ, Xuân ca đừng buồn. Mẹ nói rồi, Mau đại nhân nhất định sẽ kêu cha về với chúng ta mà. Sau này gia đình chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi, không bao giờ rời xa nữa. Mẹ đừng khóc nữa, mẹ đừng buồn nữa mà. Được, mẹ không khóc, mẹ không khóc nữa. Xuân ca cũng đừng khóc được không? Đừng khóc nữa ha. Dạ. Bốn phụ đã thảo một bức thư, hai người hãy đích thân giao cho Tôn đại nhân ở Lỗ Châu. Ông ấy sẽ giao phó lên huyện thành, lệnh cho địa bảo Trần Gia Thôn cùng về kinh thành với hai người. Đi sớm về sớm, không được chậm trễ. Tôn ca tuân lệnh. Đại nhân, lấy hồ sơ học tập của Trần Thế Mỹ ra xem xét thì sẽ biết có cùng một người giống như Tần Hương Liên đã nói hay không. Hà tất phải đường xa ngàn dặm triệu địa bảo đến đây đối chứng? Lời nói của Tần Hương Liên chẳng qua chỉ là một phía, chỉ có cách để địa bảo đối chất với phò mã mới có thể phán đoán được là thật hay giả. Chuyện này có liên quan đến hoàng thân quốc thích, nếu không cẩn thận sẽ bị người ta bàn tán, cho nên không thể di chuyển tiện lợi để xảy ra sơ sót. Dạ, đại nhân nói đúng. Đại nhân, học trò đã ghi lại lời nói của Tần Hương Liên, ghi chép thành án tình. Nếu như phò mã là chồng của Tần Hương Liên, sau này đại nhân trong lúc truy xét vụ án này có thể đem ra tham khảo. Công tôn tiên sinh, tố trạng này... Hồi đại nhân, học trò tự ý quyết định thay mặt Tần Hương Liên thảo sẵn một phần cáo trạng chính thức, cũng tiện làm lời khai trên công đường sau này. Công tôn tiên sinh quả thật chu đáo. Đại nhân nhận thấy học trò không nên tự ý quyết định sao? Không, bổn phủ chỉ là hiếu kỳ thôi. Tần Hương Liên đó là người cũng từng đi học biết chữ, tại sao lại không tự viết cáo trạng? Cho dù không biết viết, cũng có thể nhờ tụng sư viết thay. Hà tất phải để cho công tôn tiên sinh bận tâm? Đại nhân, tuy Tần Hương Liên là người biết chữ, nhưng không quen việc văn án đao bút. Trước khi đến phủ nha kiện cáo kêu quan, cũng từng nhờ trạng sư viết thay. Có lẽ không ai chịu viết, và cũng không ai dám viết. Tại sao lại vậy? Tại vì nghe nói kiện cáo phò mã gia, cho nên không ai dám rước họa vào thân. Ai cũng sợ đắc tội với quyền quý, điều này không thể tránh được. Chỉ là nếu như vậy, những người hàm quan chịu âm ức, e rằng khó có được ngày rửa sạch quan ức. Đúng vậy, học trò cũng có suy nghĩ này. Chỉ là
Học trò chưa được sự đồng ý của đại nhân thì đã tự ý quyết định, xin đại nhân đừng trách. Không, vì tiên sinh muốn giúp người, có lý nào bổn phủ lại trách tiên sinh? Nhưng mà chuyện Tần Hương Liên đến phủ nhà đánh trong Kiều Hoàng chắc là đã truyền khắp kinh thành rồi. Với vụ án này mà nói, có hại chứ không có lợi. Đại nhân lo lắng đối với chuyện này phò mã sẽ có phản ứng. Không sai, bất kể phò mã là Trần Thế Mỹ nào cũng sẽ vì chuyện này mà bất mãn, hoặc là sẽ cảnh giác. Được rồi, ngày mai sau khi bổn phủ bái kiến Dương Thừa Tướng sẽ đến phủ phò mã một chuyến. Đại nhân, ngang nhiên đến đó e rằng không thích hợp lắm. Không, bốn phủ chủ động đến đó thì sẽ tốt hơn. Một là không cần phải che giấu sự việc, hai là có thể mượn chuyện dò la phản ứng của phò mã, cũng tiện việc là tham khảo vụ án. Dạ, đại nhân minh giám. Đại nhân, Triển hộ vệ gặp bốn phủ có chuyện gì? Thuộc hạ lo cho an toàn của bác Dương gia. Người đang lo lắng người đã đột nhập Dương phủ, tối nay lại đến sao? Đại nhân, xin cho thuộc hạ đến Dương phủ âm thầm bảo vệ Dương gia, đề phòng bất trắc. Bác Dương gia không phải muốn đại nhân đừng điều tra vụ này nữa sao? Bác Dương gia có dụng ý thế nào tuy bổn phủ không được rõ, nhưng lo lắng của Triển hầu vệ không phải là không có lý. Chỉ là nếu Triển hầu vệ đến đó không phải đã công khai làm trái lệnh của bác Dương gia hay sao? Đại nhân yên tâm, thuộc hạ liên hệ với vệ sĩ ở trong phủ rồi, vì muốn bảo vệ Dương gia, họ cũng đồng ý phối hợp với thuộc hạ. Thuộc hạ chỉ âm thầm giám sát trong Dương phủ thôi, nếu không phải bất đắc dĩ thuộc hạ sẽ không xuất hiện đâu. Bác Dương gia cũng không biết thuộc hạ đang điều tra vụ án này. Làm như vậy vừa có thể bảo vệ an toàn cho bác Dương gia, vừa không làm trái lệnh của bác Dương gia. Vậy thì phiền Triển hộ vệ vất vả một chuyến. Dạ, thuộc hạ sẽ đi ngay. Đại nhân nhận thấy người đột nhập Dương phủ đó còn đến nữa sao? Có đề phòng trước dù sao cũng tốt. Tóm lại, an nguy của bác Dương gia quan trọng. Kẻ đột nhập vào thư phòng của bổn Dương sao? Đúng vậy. Ngươi không phải là người trong Dương phủ. Làm sao ngươi biết? Tại vì họ không biết loại võ công này. Ngươi cũng không phải một tên trộm tầm thường. Câu này là có ý gì? Trộm là tới lấy đồ, còn ngươi thì đem đồ tới. Dù được không phải ngươi đã để lại đồ của ngươi ở trong thư phòng của Dương gia sao? Ngươi đang nhìn trộm sao? Ta không nhìn trộm, mà ta đang giám sát ngươi. Nếu bác Dương gia đang ở trong thư phòng, ta tuyệt đối không để ngươi vào đâu. Thật ra ngươi là ai? Triển Chiêu. Nam hiệp Triển Chiêu? Không sai. Thật ra ngươi là ai? Đến Dương phủ để làm gì? Ta không cho ngươi biết đâu. Nếu ngươi không cho ta biết, ngươi không thể ra khỏi đây. Hey!
Hả?什么才不算少？自己快乐满意就好。